Chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm cái video lỗ con máy 498 Pao 498 không turbo. Máy bơm hơi liền này. Ống cổ xả thứ vẫn còn rất là đẹp. Máy còn nguyên còn zin nhá. Bơm, đảo áp các thứ. Mình lỗ để test cho ông anh mua máy của mình qua mạng ở trên ở Vĩnh Long. Ông anh ấy mua mình hai cái máy với một cái máy Thaco Allin, một cái máy 498 này với một cái cầu. 5 ngày nay hàng mình chưa bán được một cái gì rồi. Vì xe cộ cấm các khách hàng ở trong Long An, Long Xuyên mua hàng của mình không chở đi được. Hôm nay mới có một cái chuyến xe vào thì mình mới test máy để lỗ để gửi cho anh ấy. Đây. Mong sao cho cái dịch bệnh nó sớm qua đi để còn buôn bán lại bình thường, chứ không cái này kéo dài chắc vỡ lọ mất. Kênh của mình hiện tại đã được hơn 500 người đăng ký rồi nha. Mình mong xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Mình xin hứa là khi nào kênh mình đạt đến 1.000 người đăng ký thì mình sẽ tri ân khách hàng, là mình sẽ bán 10 con máy với cái giá rất là rẻ, coi như là cảm ơn tất cả các khách hàng đã thời gian qua đã ủng hộ cơ sở mình. Mọi người vào xem video nhớ nhớ đăng ký ủng hộ, và mọi người có cần tư vấn về máy móc gì thì cứ liên hệ với số điện thoại mình để ở dưới nhá, ở đầu trang hoặc là ở cái kênh của mình ấy, thì mọi người cứ gọi điện thoại trực tiếp hay là nhắn tin qua Zalo, mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho mọi người. Cả mình các bạn có không mua máy thì mình vẫn tư vấn nhiệt tình nha. Dù anh em bạn bè ở tận đâu mua máy to máy nhỏ gì cứ điện cho mình sẽ gửi đến tận nơi, mình sẽ test máy gửi video cho mọi người, và máy mình sẽ gửi đến tận nơi tất cả các tỉnh của cả nước luôn. Đây, con máy này rất là đẹp. Đối với Tuấn. Bơm qua áp vẫn còn zin nhá. Đây bây giờ mình sẽ lổ máy. Xe con luôn này.